Kính thưa quý vị, hàng năm cứ mỗi độ xuân về, làng nghề La Xuyên lại tưng bừng náo nhiệt. Khắp mọi nẻo đường cờ hoa rực rỡ, người người náo nức phấn khởi. Nhất là đình làng, nơi thờ các vị đức thánh, Đức Thánh Diêm La Đại Vương, Đức Thánh An Nhu Vương, Đức Thánh Lương Bình Vương, Thành Hoàng Làng, ông tổ nghề mộc, lão la đại thần. Đèn hoa lộng lẫy, kiệu vàng rực rỡ. Với tấm lòng tri ân, các bậc tiền nhân có công với dân, với nước, với làng nghề La Xuyên, qua thần phả của làng, ông Ninh Xuân Cúc là người thấu tỏ lịch sử của ngôi đình và các vị thần của quê hương. Ông muốn được bày tỏ tấm lòng kính trọng của ông đối với các vị thần nhân ngày hội linh thiêng bằng những vần thơ, bằng cung đàn nhịp khách quyện với hương trầm, mời các vị thánh nhân về ngự đình để ban phúc ban tài cho mọi người trong làng. Với những làn điệu hát văn của nghệ sĩ ưu tú Trần Đăng Khoa đã viết bài hát La Xuyên hội xuân thỉnh cầu ngũ vị thánh nhân, do nghệ sĩ ưu tú Thanh Tú và nghệ sĩ Thu Phương cùng dàn nhạc dân tộc nhà hát chèo tỉnh Nam Định thể hiện. Thank you.
xuyên rộn rã tiếng nghi cười, đình hiên rực sáng vàng ngời vang lời tri ân. Các vị thánh nghi nhân thỉnh cầu, các vị thánh nghi nhân đi an như vườn nghi lượng tình vườn y loài. Xem lá thiên tử anh minh non sông, đất đi Việt yên bình họ bách kỳ xa.
ai.